Sáng ngày 28 tháng 6, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 bầu tại huyện đã tiếp xúc cử tri huyện Thủy Nguyên, chuẩn bị kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố tại 4 điểm tiếp xúc gồm xã Đông Sơn, Phù Ninh, Thủy Sơn và xã Ngũ Lão. Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố bầu tại huyện Thủy Nguyên đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 6. Tóm tắt dự thảo báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Tóm tắt dự thảo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố 6 tháng đầu năm, bổ khuyết nhiệm vụ 6 tháng cuối năm năm 2022. Báo cáo trả lời việc giải quyết kiến nghị cụ thể của cử tri tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Thông báo về việc sắp thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố, mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức viên chức làm việc trong các cơ quan chính quyền, đảng đoàn thể do thành phố quản lý, quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố. Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 52 ngày 9 tháng 12 năm 2019 về cơ chế chính sách hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở đối với hộ nghèo trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025. Đề án tổng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2050 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 32 ngày 10 tháng 12 năm 2018 về cơ chế hỗ trợ xây mới sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình người có công với cách mạng, khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố cùng với một số nội dung quan trọng khác. Tại các điểm tiếp xúc, hầu hết các cử tri đều bày tỏ niềm vui, phấn khởi và sự tin tưởng vào đảng bộ, chính quyền thành phố trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và các giải pháp nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Xây dựng thành phố Hải Phòng phát triển vượt bậc. Bên cạnh đó, một số cử tri cũng có nêu ý kiến kiến nghị về các nội dung như đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, hỗ trợ giải phóng mặt bằng làm đường nông thôn mới kiểu mẫu, quan tâm hệ thống thoát nước tại khu dân cư lắp đặt hệ thống gờ giảm tốc biển báo tại các nút giao với đường liên tỉnh, khảo sát mở các đường nhánh nối khu dân cư với quốc lộ 10, cấp kinh phí cho hoạt động của các hội đoàn thể tại các địa phương, các vấn đề về rác thải, nước thải, vệ sinh môi trường cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Sau khi nghe ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 đã giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền, và trân trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã thị trấn để tổng hợp trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 sắp tới.